Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 26 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 26 như sau. Đang lúc Vương Ngữ Yên nói chuyện với Đoàn Dự, hai tỷ nữ U Thảo và Tiểu Minh chạy đến báo tin. Vương phu nhân truyền lệnh đưa hai thị tỳ tâm phúc của công tử là A Châu và A Bích xuống Hoa Phì phòng để nghiêm bà chặt cánh tay phải về tội tự ý đến Mạn Đà Sơn Trang. Đoàn Dự theo sau Vương Ngữ Yên đến xin vương phu nhân dung tha cho hai thị tỳ kia nhưng thất bại. Họ vòng đến chỗ giam A Châu và A Bích. Người quản lý Hoa Phì phòng là nghiêm bà điều khiển cơ quan bí mật xích ngang người Vương Ngữ Yên lại. Nhờ vào Bắc Minh thần công, Đoàn Dự rút hết nội lực của bà mới cứu được tính mạng của cả bọn. Họ xích bà ta lại rồi cùng nhau ra bờ hồ lấy thuyền trốn thoát. Thuyền lướt đi gần một ngày, đến lúc trời sẩm tối thì đến một cù lao là Thính Hương Thủy Tạ của A Châu. Từ xa nàng đã thấy đèn đuốc sáng trưng và thính lực đặc biệt của nàng phát hiện các loại rượu quý, mai quế lộ, hàng mai lộ đã bị người ta lôi ra uống. Họ chèo thuyền đến một xóm chài gần đó, mua y phục hóa trang thành dân đánh cá, rồi mới ghé phía sau thủy tạ cập bến. Vào nhà bếp, họ gặp lão Cố đang nấu ăn cho hai tấc người có mặt trên đảo, một bọn từ phương Bắc đến, một bọn là người Tứ Xuyên. Họ tìm lão gia và công tử Mộ Dung. Bọn A Châu mang cá ra đưa bán. Chúng phát hiện cánh tay của A Châu có làn da trắng, thế là cả bọn bị bại lộ. Như vậy, bọn A Châu sẽ đối phó ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây nhé. Một lúc sau, lão già to cao kia lại cất tiếng hỏi: Các người là ai? Đến đây có chuyện gì? A Châu cười nói: Ta là chủ nhân của nơi đây, lại có người ở đâu đến hỏi ta là ai mới kỳ chứ. Bây giờ ta hỏi lại, các người là ai? Đến đây làm gì? Lão già kia gật gù: Vậy à, nếu người là chủ nhân ở đây càng hay. Phải chăng người là tiểu thư nhà Mộ Dung? Mộ Dung bác có phải là già già của người không? A Châu mỉm cười đáp: Ta chỉ là một đứa a đầu, làm gì có phúc được làm con gái của lão gia chứ. Các hạ là ai? Đến đây có chuyện gì? Lão già thấy A Châu tự xưng là một nha hoàn, có ý không tin, trầm ngâm giây lát rồi mới nói: Vậy ngươi đi mời chủ nhân ra đây, ta sẽ nói cho hay. Đến đây làm gì? A Châu đáp: Lão chủ nhân của chúng tôi đã qua đời rồi, còn tiểu chủ nhân thì đi vắng. Các hạ có điều chi cứ nói với tôi cũng được. Tôn tính đại danh các hạ, chẳng lẽ cũng không cho tôi biết được hay sao? Lão già đáp: Ta là Diêu trại chủ Tần gia trại ở Vân Châu. Diêu Ba Đường chính thị là ta. A Châu nói: Hâm mộ đại danh đã lâu. Diêu Bá Đương cười nói: Người còn là cô bé nhỏ xíu, biết gì mà hâm mộ ta đã lâu. Diêu Ngữ Yên nói: Tần gia trại ở Vân Châu nổi tiếng về môn Ngũ Hổ Đoạn môn đao. Năm xưa Diêu Công Vọng tiền bối sáng chế ra tất cả 64 chiêu, người sau quên mất 5 chiêu. Tôi nghe nói ngày nay chỉ còn truyền lại 59 chiêu. Diêu trại chủ, trại chủ học được bao nhiêu chiêu rồi? Diêu Bá Đương cả kinh buộc miệng hỏi ngay: Ngũ Hổ Đoạn môn đạo của Tần gia trại chúng ta nguyên thủy có 64 chiêu, sao người lại biết? Diêu Ngữ Yên đáp: Trong sách có chép như vậy mà. Chẳng biết là có đúng hay không. Năm chiêu bị mất là Bạch Hổ Khiêu Giản, Nhất Khiếu Phong Sinh, Tiễn Phát Tự Như, Hung Bác Quần Sơn. Còn chiêu thứ năm là gì nhỉ? Là Phục Tượng Thắng Sư, có đúng không nào? Diêu Bá Đương rút râu ngẫm nghĩ. Lão biết rằng đao pháp của phái mình có khiếm khuyết mất năm chiêu rất quan trọng, nhưng đến bây giờ chẳng ai hiểu những chiêu nào bị thất truyền. Bây giờ lão nghe Diêu Ngữ Yên đọc ra danh sách thì trong bụng vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, không biết đáp lại ra sao. Trong đám quái khách bào trắng ngồi ở mép tây, có một gã hán tử tuổi ngoại tứ tuần cất tiếng lạnh lùng hỏi Ngữ Yên: Ngũ Hổ Đoạn môn đao của Tần gia trại bị thiếu mất năm chiêu, Diêu trại chủ nhất thời không nhớ ra,
xin hỏi cô nương gọi Mộ Dung Bác bằng gì? Như Ngữ Yên đáp, Mộ Dung lão gia là cửu phụ của tôi, còn tôn tính đại danh của các hạ là gì? Gã hán tử cười lạc đáp, cô nương học vấn uyên thâm, mới trồng quà đã hiểu thấu đáo võ công của Diêu Đại Vũ, vậy lại lên tại hạ thế nào cô nương cũng thử đoán coi. Như Ngữ Yên mỉm cười nói, các hạ thử phô trương một chút thân thủ thì may ra tôi đoán được chăng? Chỉ nói suông vài câu thì chịu. Gã hán tử gật đầu đáp, đúng vậy đó. Đoạn gã đút tay trái vào tay áo bên phải, tay phải vào tay áo bên trái, tựa như trời rét phủ tay cho ấm. Nhưng lúc rút tay ra, mỗi tay đã cầm một loại binh khí hình dạng lạ lùng. Tay trái là một cái dùi sắt dài chừng 6-7 tấc, mũi dùi lại cong cong. Còn tay phải cầm một cái búa dài chừng 1 thước, đầu cây búa này hình bát giác, còn nhỏ hơn nắm tay người. Hai thứ binh khí này nhỏ bé xinh xắn, tựa như đồ chơi của trẻ nít. Cứ trong bề ngoài thì những thứ này dùng để đánh nhau không tiện chút nào. Những đại hán phương Bắc ngồi bên phía đông, nhìn thấy món binh khí cổ quái đó, có mấy người phải phì cười. Một gã nói, bọn trẻ nít ở đất xuyên á, làm đồ chơi cho mọi người coi đó. Những người phía tây nghe nói thế, ai nấy trừng mắt hầm hầm nhìn y. Dương Ngữ Yên nói, ô, đây là Lôi Công Anh, chắc các hạ sở trường dạy khinh công và ám khí. Trong sách có viết Lôi Công Anh là binh khí độc đáo của phái Thanh Thành, ở Thanh Thành Sơn đất Tứ Xuyên. Chữ Thanh có 9 phép đánh, còn chữ Thành có 18 phép phá. Thật là kỳ lạ biến trá, không biết đâu mà lường. Phải chăng các hạ ở họ Tư Mã? Gã đó vốn mặt lầm lì, nghe nàng nói mấy câu mặt liền biến sắc. Luôn cả ba người ngồi bên cạnh y cũng lấm lét nhìn nhau. Một lúc sau gã mới nói, võ học nhà Mộ Dung ở Cô Tô quả là uyên thâm, không ai bị kịp. Tiếng đồn thật chẳng sai, tại hạ là Tư Mã Lâm. Xin hỏi lại cô nương, có phải quả thực chữ Thành có 9 phép đánh, chữ Thành có 18 phép phá hay là không? Như Ngữ Yên đáp, các hạ hỏi như vậy là phải. Theo tôi thì chữ Thành phải nói là có 10 phép đánh mới đúng. Thiết Bồ Đề và Thiết Liên Tử bề ngoài tuy giống nhau, nhưng cách ứng dụng lại khác nhau xa, không thể hợp vào một được. Còn như chữ Thành, tuy nói là có 18 phép phá, nhưng phá giáp, phá thuẫn, phá bài chẳng có gì là kỳ dị đặc biệt. Có vẻ như cố ý đặt ra cho đủ số 18. Thật sự thì nếu gom lại thành 15 hay 16 phép phá lại có vẻ hay hơn. Tư Mã Lâm nghe nói mà há hốc mồm. Về chữ Thanh, y chỉ mới học được có 7 phép đánh, còn phân biệt Thiết Liên Tử và Thiết Bồ Đề nào có biết gì đâu. Còn phá giáp, phá thuẫn, phá bài là 3 môn võ công y đắc ý nhất và tự cho là những tuyệt kỹ trấn sơn của phái Thanh Thành, thì không ngờ lại bị thiếu nữ bảo bỏ đi vì không ích gì. Y lúc đầu thì kinh hãi thực, nhưng sau đó chuyển qua tức tối, nghĩ thầm, nhà Mộ Dung biết võ công cũng như tên tuổi của người ta từ lâu rồi, họ định làm bé mặt mình nên theo dệt ra những chuyện quái quỷ rồi cho một cô gái nhỏ tuổi ra khoác lác. Y vẫn giữ thái độ bình tĩnh rồi đáp, đa tạ cô nương chỉ giáo, khiến tại hạ như ở chỗ tối tăm được nhìn thấy ánh sáng. Y trầm ngâm một lát rồi quay sang gã ngồi bên tả nói, chư sư đệ, sư đệ ra lĩnh giáo cô nương đi. Chư Bảo Côn mặt đầy sức sẹo, trông thật xấu xa, xem chừng còn lớn hơn Tư Mã Lâm vài 3 tuổi. Y đã mặc áo bào trắng, đầu còn quấn khăn trắng, chẳng khác chi người giận hiếu phục. Dưới ánh nến mơ hồ thật đầy âm khí. Y đứng lên, thò tay vào tay áo, rút ra một cái dùi và một cái búa giống hệt Lôi Công Anh của Tư Mã Lâm, rồi nói, xin cô nương chỉ điểm cho. Những người xung quanh đều mắng thầm, bình khí của mì chẳng khác gì của Tư Mã Lâm. Cô gái này đã hiểu rõ Tư Mã Lâm, chẳng lẽ lại không biết mì hay sao chứ? Quả nhiên Dương Ngữ Yên cũng đáp, các hạ đã sử dụng Lôi Công Anh thì dĩ nhiên cũng trong phái Thanh Thành chứ gì. Tư Mã Lâm nói, chư sư đệ đây đã biết võ nghệ rồi mới đến Thanh Thành nhập môn, gốc tích y ở một phái nào, mong được tuệ nhãn của cô nương xem xét. Y nghĩ bụng, chư sư đệ vốn ở môn phái nào đến chính ta cũng không biết rõ, nếu như người đoán ra được thì quả là kỳ lạ. Nhưng Ngữ Yên nghĩ thầm, ách cha,
vấn đề này nan giải đây. Nàng chưa kịp đáp thì tần trại chủ Diêu Bá Đương ngồi bên kia đã cướp lời. Từ Mã trưởng môn, trưởng môn yêu cầu cô nương vạch rõ bộ mặt thật của lệnh sư đệ là có ý gì vậy? Là như vậy có phải bẻ mặt nhau không? Tư Mã Lâm ngạc nhiên hỏi. Ừ? Có gì mà bảo là bẻ mặt nhau chứ? Diêu Bá Đương cười châm chọc. Diện mạo lệnh sư đệ này đã chạm trổ tình gì? Bộ mặt thật của y bây giờ đâu ai suy đoán cho nổi. Bọn đại hán ngồi bên phía đông đều phá lên cười sằng sặc. Bình Nhật, Chiêu Bảo Côn ghét cay ghét đắng kẻ nào cười y mặt đổ xước xẹo. Này nghe Diêu Bá Đường công nhiên chế giễu mình trước mặt mọi người thì nhịn sao được. Y chẳng nể mặt Diêu Bá Đường là một tay có thế lực ở phương Bắc, lại làm chủ một trại. Chiếc dùi bên tay trái liền đâm ra, nhắm thẳng vào ngực. Chiếc búa tay phải gõ vào chui dùi một cái. Chỉ nghe rít lên, một món ám khí xé bầu không khí bắn đến trước ngực Diêu Bá Đường. Tần Gia Trại và phái Thanh Thành từ khi mới đến Tín Hương Thủy Tạ đã chẳng bên nào giữ lễ với bên nào. Bên này lườm qua thì bên kia cũng quýt lại. Nếu bọn Chư Ngữ Yên không đến, hai bên ắt đã choảng nhau. Diêu Bá Đường mở lời châm chọc. Bản ý vốn chỉ muốn nói khích bác đối phương, ngờ đâu người ta chẳng nói chẳng rằng đã hạ độc thủ ngay. Ám khí đó thật là thần tốc. Trong cơn nguy cấp, y không kịp rút đao ra gạt, vội đưa tay chụp ngay cái chân nến trên bàn, nhắm thẳng vào đập một cái. Nghe keng một tiếng vang dội, ám khí bắn lên xà nhà. Nhìn lại thì đa một mũi cương châm, tuy chỉ dài hơn 3 tấc nhưng sức mạnh vô cùng. Hổ khẩu Diêu Bá Đường tê dại đi, cái chân nến rơi luôn xuống đất kêu loảng xoảng. Bọn Tần Gia Trại vừa rút đao ra vừa la hét vang dội. Dùng ám khí hại người, thật là đồ hèn nhát. Thường không lén đã thương người thì có chó gì là anh hùng hảo hán đâu. Con bà cái thằng mặt dày thật là vô liêm sỉ. Một gã béo ị mồm miệng lại càng thô tục, lôi 18 đời tổ tông của đối phương ra mà chửi bới. Cả bọn phái Thanh Thành trước sau vẫn lặng yên không nói một lời. Quần hào Tần Gia Trại chửi mắng thế nào họ cũng lờ đi như không nghe tiếng. Diêu Bá Đường trong cơn hoảng hốt giật vội cái chân nến nên cầm không chắc. Nhưng đối với một người đã tu tập mấy chục năm mà để chiếc kim nhỏ xíu đánh rơi vật đang ở trong tay, theo quy củ võ lâm thế là thua một đòn rồi. Lão nghĩ bụng, võ công đối phương có vẻ tà môn. Nghe tiểu cô nương này nói phái Thanh Thành có chín phép đánh trong chữ thành, chắc toàn là công cụ lén lút ám toán bất ngờ. Y liền khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ yên lặng, rồi cười nói. Vừa rồi Chư huynh đệ xuất thủ quá là lợi hại, mà cũng thật là âm độc. Chiều đó có tên là gì vậy? Chữ Bảo Côn chỉ cười khành khạch chứ không trả lời. Cả đại hán béo ị bên Tần Gia Trại nói móc. Chắc là chiều mặt dày ám toán đó. Một tên trung niên cười nói. Nếu mặt hắn không dày thì làm sao lắm hố rảnh sâu vậy? Chiều đó quả là có tên sao? Người vậy hợp lý quá, hợp lý quá. Ngôn ngữ cứ nhắm vào cái mặt rỗ của đối phương mà chọc ghẹo. Viên Ngữ Yên lắc đầu nhỏ nhẹ nói. Diêu trại chủ à, trại chủ có điều lầm lỗi rồi. Diêu Bá Đường ngạc nhiên. Cô đường bảo sao? Viên Ngữ Yên đáp. Bất luận là ai cũng khó lòng giữ cho thân thể khỏi bị tàn tật. Khi còn nhỏ đi đứng sơ ý té một cái cũng có thể bị què chân. Giao chiến với người khác không địch nổi cũng có thể bị đuôi mắt cụt tay là thường. Bằng hữu trong võ lâm thân thể bị tổn thương phỏng có chi là lạ đâu, có phải thế không? Diêu Bá Đường nghe vậy chỉ đáp gọn một tiếng. Vâng. Diêu Ngữ Yên nói tiếp. Vị chư gia này thổ bé chẳng may bị bệnh, trên người có tì vết xước sẹo thì có gì đáng cười đâu. Nam tử hán đại trượng phu phải luận đến thứ nhất là bụng dạ nhân phẩm, thứ hai là tài cán sự nghiệp, thứ ba là văn học võ công. Dung mạo có tuấn tú hay là không cũng chẳng có can hệ gì. Diêu Bá Đường không cãi vào đâu được, đành cười khà khà đáp. Tiểu cô nương nói thật qua ly, đã vậy thì xin lỗi Chư huynh đệ vì câu giễu cợt vừa rồi. Diêu Ngữ Yên mỉm cười nói. Lão nhân gia thản nhiên nhận lỗi,
quả thật là quang minh lỗi lạc. Nàng quay sang Chiêu Bảo Côn lắc đầu nói, đừng có hành động nữa, cái đó vô dụng. Nàng nói mấy câu đó nét mặt ôn nhu, lại có vẻ khuyến khích, tựa như cô chị nhìn thấy cậu em mồ hôi nhễ nhại ráng làm chuyện gì ngoài sức của mình nên ra lời khuyên nhủ, giọng nói cực kỳ thân thiết. Chiêu Bảo Côn nghe nàng nói, trong võ lâm nếu như thân thể có thương tổn gì cũng là chuyện thường như cơm bữa. Nam tử hán đại trượng phu phải lấy phẩm cách sự nghiệp làm đầu, trong lòng hết sức hả hê. Trong đời y từ trước tới giờ, trong lòng lúc nào cũng buồn bực vì cái bộ mặt rỗ chằn rỗ chịch mà chưa từng được ai vì mình mà phân giải một cách thành khẩn và hữu lý như thế. Khi nghe nàng nói đến câu đừng hành động nữa, cái đó vô dụng, y không hiểu ra sao, liền hỏi lại, cô nương nói sao? Y nghĩ bụng, chắc nàng cho rằng môn Thiên Dương Mổ Tâm Châm của ta không dùng được chăng? Nàng có biết đâu, trong cái vùi này có đến 12 mũi cương châm, nếu ta phát ra liên tiếp thì tính mạng lão già đã đi đứt từ lâu. Có điều trước mặt Tư Mã Lâm ta không muốn tiết lộ âm mưu mà thôi. Lại nghe Dư Ngữ Yên nói tiếp, Thiên Dương Bổ Tâm Châm của Chữ Gia quả là một thứ ám khí cực kỳ bá đạo. Chiêu Bảo Côn giật mình đánh thót, kêu a lên một tiếng. Tư Mã Lâm và hai cao thủ khác của phái Tân Thành cũng ngạc nhiên kêu lên, cái gì? Chữ Bảo Côn biến sắc đánh trống lãm, cô nương nói sai rồi, đây không phải là Thiên Dương Bổ Tâm Châm mà là ám khí của phái Thanh Thành chúng tôi, tên là Thanh Phong Đình, khắc đánh thứ tư trong chữ thanh. Dư Ngữ Yên tủm tỉm cười đáp, Thanh Phong Đình bề ngoài coi cũng giống như vậy, Chư Gia bắn Thiên Dương Bổ Tâm Châm dùng khí cụ thủ pháp y hệt như Thanh Phong Đình, thế nhưng ám khí bản chất không căn cứ vào hình thức bên ngoài hay là tư thế phát xạ, mà là ở kinh lực và khí thế. Mỗi khi bắn một mũi cương tiêu, phái Tiêu Lâm có thủ kình của phái Tiêu Lâm, phái Côn Lôn có thủ kình của phái Côn Lôn, không thể miễn cưỡng làm cho giống nhau được. Môn này của Chư Gia là... Đôi mắt của Chư Bảo Côn bỗng dưng lộ hung quang, sát khí đằng đằng, chiếc dùi liền đưa lên ngang ngực. Chỉ cần lấy búa gõ vào cán một cái thì cương châm ở trong sẽ bắn thẳng vào Ngữ Yên. Trong số người chung quanh có quá nửa kêu toáng lên. Mới đây thấy y bắn Diêu Bá Đường, thấy đi rất mau, kinh lực rất mạnh, trong các loại ám khí hiếm thấy loại nào sánh kịp. Hiển nhiên trong chiếc dùi rộng đó có đặt máy móc, chứ sức người thì không thể nào mạnh đến như vậy. Huống chi mũi dùi lại cong cong, không ai ngờ rằng lại dùng để bắn ám khí. Có biết đâu cái nòng nằm trong dùi lại thẳng tắp. Cũng may Diêu Bá Đường mắt tinh tay lẹ mới thoát được kiếp nạn. Còn như bắn vào Dư Ngữ Yên thì một cô gái xinh đẹp liệu yếu đào tơ thế kia làm sao tránh kịp. Thế nhưng Chiêu Bảo Côn thấy nàng kiều diễm như thế không nỡ ra tay. Lại thêm mới đây nàng biện giải cho mình, trong lòng cảm kích, bèn chỉ quát lên, cô nương đừng có nhiều lời nữa mà tự mang lấy quả vào thân. Ngay lúc đó một người đã giọt lên chặn trước mặt Dư Ngữ Yên, chính là Đoàn Dự. Dư Ngữ Yên mỉm cười nói, đa tạ Đoàn công tử. Chư đại gia, ông không ra tay giết tôi cũng cảm ơn. Thế nhưng dẫu ông có hạ thủ thì cũng vô ích. Hai phái Thanh Thành, Bồng Lai đời đời cù thù nhau. Cái việc ông âm mưu đó hơn 80 năm trước, trưởng môn đời thứ 7 của quý phái chính là Hải Phong Tử đạo trưởng đã từng thử qua. Tài năng cũng như võ công ông ta chắc không kém gì Chư gia đâu. Những cao thủ trong phái Thanh Thành người nào cũng chầm chập nhìn vào Chư Bảo Côn đầy vẻ nghi hoặc, tự hỏi, không lẽ y là môn hạ của phái Bồng Lai, kẻ tử thù đối đầu với phái Thanh Thành chúng ta, trà trộn được vào trong môn phái mình, sao giọng y rặt tứ xuyên, không để lộ chút khẩu âm Sơn Đông nào? Nguyên phái Bồng Lai ở bán đảo Sơn Đông hùng cứ cả miền Đông Hải, phái Thanh Thành thì ở Tứ Xuyên, một phái tuy ở phía đông, một phái tuy ở phía tây, xa cách riêng biệt nhau. Nhưng hơn 100 năm trước, cao thủ hai phái đã gây thù kết oán, từ đó báo thù qua lại, gây nên thảm họa chém giết không gỡ ra được nữa. Cả hai phái đều có những võ công tuyệt diệu để cùng khắc chế lẫn nhau. Ngày xưa, đệ tử trong hai phái hiềm khích, ban đầu cũng chỉ vì đàm luận võ công mà nên nổi. Trước sau mấy chục lần đại chiến chém giết thê thảm,
phái Bồng Lai không thắng được phái Thanh Thành, mà phái Thanh Thành cũng không thể nào thắng được phái Bồng Lai. Lần nào tranh chấp cũng mãnh liệt, để rồi cao thủ hai bên đi đến chỗ lưỡng bại câu thương, đồng quy ư tận. Hải Phong Tử, người mà Diên Ngữ Yên vừa nhắc đến, là một nhân tài kiệt xuất của phái Bồng Lai. Ông ta tham khảo, nghiên cứu kỹ càng các chỗ ưu khuyết điểm và sở trường sở đoản của cả hai môn phái. Biết rằng, với công phu tu luyện của mình, đời này lấn được phái Thanh Thành không phải là chuyện khó. Thế nhưng, sau khi mình qua đời rồi, nếu phái Thanh Thành có được một nhân vật thông minh tài trí, thì lại lấn được phái mình. Thành thử, muốn mất công một lần mà nhàn hạ suốt đời, thì chỉ có cách gửi tên đồ đệ xuất sắc nhất trà trộn vào phái Thanh Thành để học lén võ công. Sau này phái Bồng Lai tất biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nhưng tên đồ đệ đó chưa học được thành tài đã bại lộ hành tung, rồi bị phái Thanh Thành đem ra xử tử tức khắc. Từ đó trở đi, hai bên cừu oán càng sâu, vấn đề phòng bị đối phương học lén võ công càng thêm cẩn mật. Mấy chục năm từ đó, phái Thanh Thành quy định không thu học trò là người phương Bắc. Chẳng cứ gì là người Sơn Đông, mà dù cho là Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, chỉ pha giọng miền Bắc một chút cũng không nhận. Gần đây quy luật lại còn nghiêm ngặt hơn, tức là không thu nhận bất cứ một ai ở các nơi khác ngoài địa hạt Tứ Xuyên. Thanh Phong Đinh là ám khí độc môn của phái Thanh Thành, còn Thiên Dương Bổ Tâm Châm là của phái Bồng Lai. Chưa Bảo Côn rõ ràng bắn Thanh Phong Đinh, mà Dương Ngữ Yên lại bảo là Thiên Dương Bổ Tâm Châm, khiến cho tất cả những nhân vật phái Thanh Thành ở đây đều kinh sợ vô cùng. Phái Bồng Lai cũng có quy luật nghiêm ngặt không kém phái Thanh Thành, chỉ thu nhận đồ đệ người tỉnh Sơn Đông, mà trong tỉnh này họ lại chỉ ưu tiên người Lỗ Đông thôi. Người Lỗ Tây và Lỗ Nam muốn vào làm môn hạ phái Bồng Lai thì thiên nan vạn nan. Một người dù giả trang giỏi tới đâu cũng có lúc để lộ sơ hở. Nói chuyện 1000 câu, thể nào chẳng lọt vào vài tiếng khẩu âm quê mình. Chư Bảo Côn là người họ Chư, đất Quán Nguyện, là một thế gia đại tộc của đất Tây Xuyên, sao lại có thể là môn hạ của phái Bồng Lai được? Đó là một sự kỳ quặc không ai ngờ đến. Tư Mã Lâm thoạt tiên muốn Dương Ngữ Yên đoán thử lai lịch của Chư Bảo Côn, chẳng qua là do bản tính hiếu kỳ, muốn thử cô gái, chứ chẳng phải có bụng hoài nghi sư đệ. Ngờ đâu, y lại được một câu trả lời kinh tâm động phách như thế này. Người kinh quản nhất trong bọn lại chính là Chư Bảo Côn. Thì ra, sư phụ của y là Đô Lên Đạo Nhân, lúc còn nhỏ tuổi, bị phái Thanh Thành chơi cho một vố đau, nên trong bụng chăm chăm chuyện báo thù. Đến dùng Tứ Xuyên dò la ngõ ngách để tìm chỗ sơ hở của đối phương. Năm đó ông ta đi đến Quán Nguyện trông thấy Chư Bảo Côn, khi đó chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng căn cốt thật tốt, đúng là một lương tài học võ, nên đã nghĩ ra một kế. Ông sai người giả dạng làm kẻ cướp lẻn vào trong nhà họ Chư, bắt trói gia chủ, cướp bóc xong rồi toan giết cả nhà để bịt miệng, lại còn định cưỡng hiếp cả hai cô con gái. Đô Linh Tử đợi sẵn bên ngoài, tới lúc nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc, mới nhảy vào đánh đuổi hết bọn cướp giả mạo, đoạt lại toàn bộ tài vật, bảo tồn được thanh bạch cho hai nữ lang nhà họ Chư, khiến cho gia chủ thật cảm kích không để đâu cho hết. Lúc đó, Đô Linh Tử mới khuyên nhủ: nếu không có võ nghệ cao cường, dù có gia tài trăm vạn cũng khó mà tránh được bọn gian tà hiếp đáp. Bọn đạo tặc kia võ công không phải là tầm thường. Lần này tuy thất bại, nhưng thế nào rồi cũng quay trở lại. Nhà họ Chư là một thế gia rất tiếng tăm ở địa phương. Thấy những võ sư bảo vệ bị bọn cướp đấm đá mấy cái đã ngã lăn quay, lại nghe nói quân cướp còn tới nữa, hồn vía lên mây, hết sức năn nỉ Đô Linh Tử lưu lại. Đô Linh Tử cũng từ chối lấy lệ, rồi mới miễn cưỡng nhận lời. Chẳng bao lâu đã chính thức nhận Chư Bảo Côn làm đồ đệ. Ngoại trừ việc dụng ý thâm hiểm để báo thù với Thanh Thành, Đô Linh Tử cũng không phải là người xấu, về võ công lại rất cao cường. Ông ta dặn nhà họ Chư giữ thật kín, chỉ ngầm luyện võ cho Chư Bảo Côn. 10 năm sau, Chư Bảo Côn đã thành nhân vật đệ nhất đệ nhị trong phái Bồng Lai. Đô Linh Tử là người cực kỳ nhẫn nại. Từ ngày lưu trú ở Chư Phủ, ông giả làm người câm, thủy chung không nói với ai lấy nửa lời. Trong lúc dạy võ,
ông chỉ toàn viết chữ, vẽ đồ hình, cùng làm điệu bộ, tuyệt nhiên không nói một câu thổ âm Sơn Đông nào cả. Thành thử chưa bảo côn, tuy cùng ông ta 10 năm sớm tối ở cạnh nhau, nhưng không hề nghe một câu nào giọng Sơn Đông. Đến khi chưa bảo côn thành tài rồi, Đô Linh Tử mới kể rõ nguyên ủy những tiền nhân hậu quả giữa phái Thanh Thành và phái Bồng Lai. Dĩ nhiên, việc sai người giả dạng làm quân cướp thì ông giấu kín không nhắc tới, để tùy đồ đệ tự quyết. Trong lòng chưa bảo côn, sư phụ không những là người cứu mạng toàn thể gia đình mình, mà trong hơn 10 năm qua, ân trạch thâm hậu, dốc túi truyền thụ võ công, nên thật là cảm kích. Khi y rõ được ước nguyện của thầy rồi, liền không chút do dự, xin gia nhập vào làm môn hạ Tư Mã Vệ ở phái Thanh Thành. Tư Mã Vệ chính là phụ thân của Tư Mã Lâm. Lúc đó, chưa bảo côn đã lớn tuổi. Hơn nữa y lại tự giới thiệu là đã học qua mấy đường quyền cước do võ sư ở trong nhà dạy, nên Tư Mã Vệ có ý không muốn thu nhận. Thế nhưng, họ Chư là một nhà đại tài chủ đất xuyên Tây, nhiều tiền lại có thế lực. Thanh Thành tuy là một phái võ, nhưng gốc rễ vẫn là ở đây, không muốn mất hòa khí với một hào môn địa phương. Ông ta lại nghĩ, nếu thu một đồ đệ người họ Chư, thì chỉ có thêm thanh thế cho bản phái, nên sau cùng chấp thuận. Đến khi truyền dạy võ nghệ, ông ta thấy võ công chưa bảo côn không phải là kém. Căn dặn mấy lần, y cũng chỉ tìm lời chống chế cho xuôi chuyện. Tư Mã Vệ vẫn nể mặt phụ thân y, nên không bức bách quá. Ông cũng cho là hạng công tử nhà giàu mà học được võ công như thế cũng không phải là chuyện dễ. Chưa bảo côn gia nhập phái Thanh Thành rồi, lại được Đô Linh Tử dặn bảo kỹ càng là phải gia tâm nghiên cứu võ công phái Thanh Thành. Mỗi năm gặp kỳ Tết nhất, y đem biếu xén sư phụ, sư huynh và các anh em đồng môn lễ vật thật hậu hỷ. Sư phụ cần dùng gì, y đều chiều theo tức khắc. Trong nhà lại lắm tiền sẵn bạc, thành thử chuyện gì cũng dễ dàng. Tư Mã Vệ yêu quý y vô cùng, đem hết võ công truyền thụ cho, không giấu giếm tí gì. Vì thế mà chưa bảo côn không kém gì Tư Mã Lâm, học được hết tuyệt kỹ phái Thanh Thành. Mấy năm trước, Đô Linh Tử đã từng gọi y du ngoạn đến núi Bồng Lai dùng Sơn Đông, biểu diễn lại võ công của phái Thanh Thành để nghiên cứu những điều bí diệu. Hầu sau này đánh một trận là phá tan được đối phương. Song chưa bảo côn mấy năm làm môn hạ phái Thanh Thành, cảm thấy Tư Mã Vệ đối với y quả thật chí tình. Truyền thụ võ công so với các đệ tử thân tín khác không có gì khác biệt. Bây giờ, y nghĩ tới việc mình ra tay tiêu diệt phái Thanh Thành, giết toàn gia Tư Mã Vệ, trong lòng rất là bất nhẫn. Y mới ngấm ngầm quyết định, đợi sau khi Tư Mã Vệ qua đời rồi mới ra tay. Còn Tư Mã Lâm, sư huynh, đối với y cũng bình thường, giết đi cũng chẳng có gì đáng kể. Vì thế nên y trùng trình thêm mấy năm nữa. Đô Linh Tử đã mấy lần thôi thúc, chữ bảo côn đều tìm cách thoái thác rằng chính thế đánh của chữ thành hình như chưa đủ, mà 18 thế phá của chữ thành tựa hồ còn có bí quyết nào chưa biết. Đô Linh Tử đã tốn bao nhiêu tâm huyết, khi nào lại không theo đuổi đến cùng, nên cố đợi cho y học hết mới ra tay. Thế nhưng mùa đông năm ngoái, Tư Mã Vệ bị người ta dùng công phu Phá Nguyệt Trùy giết chết ở gần Bạch Đế Thành, Xuyên Đông. Môn Phá Nguyệt Trùy là một trong 12 thế phá trong chữ thành. Tuy có chữ trùy, nhưng lại không phải sử dụng dùi sắt, mà là chụm đầu ngón tay lại thành hình cái dùi nhọn phóng tới. Dùng nội lực hùng hậu đánh thủng màng tay, vào sâu tới óc của đối phương. Tư Mã Lâm và Chư Bảo Côn ở thành đô nghe được tin đó, liền đi suốt ngày đêm tới nơi tra xét minh bạch thương thế của Tư Mã Vệ. Hai người vừa kinh hãi vừa đau lòng, nghĩ thầm trong bản phái ngoài Tư Mã Vệ chỉ có Tư Mã Lâm, Chư Bảo Côn và hai vị cao thủ kỳ cựu nữa là biết sử dụng công phu Phá Nguyệt Trùy. Nhưng trong lúc biến cố xảy ra thì cả bốn người cùng ở với nhau một chỗ tại thành đô, nên họ không hiềm nghi gì nhau cả. Thành ra kẻ giết Tư Mã Vệ ngoài Cô Tô Mộ Dung hay dùng lối gậy ông đập lưng ông ra, không thể nào có người khác được. Thế là phái Thanh Thành chiêu tập tất cả những nhân vật cao thủ kéo tới Cô Tô tìm Mộ Dung để đòi nợ máu. Trước khi đi, Chư Bảo Côn đã ngầm hỏi Đô Linh Tử về vụ này, xem có phải người phái Bồng Lai đã nhúng tay vào không. Đô Linh Tử viết thư trả lời: võ công Tư Mã Vệ với ta cũng ngang nhau thôi, một mình ta ra tay ám toán thì chỉ có cách dùng Thiên Dương
bổ tâm châm mới lấy mạng y được. Còn nếu nhiều người vây đánh thì phải dùng thiết hoài trận của bản phái. Chư Bảo Côn cho là rất đúng. Y đã biết rõ bản lãnh của hai sư phụ, không ai hạ nổi ai. Nếu nói là dùng phá nguyệt trùy để giết Tư Mã Vệ, thì đừng nói là Đô Linh Tử không biết môn công phu này, mà dù có biết chăng nữa, cũng không thể thắng được Tư Mã Vệ. Thế là Chư Bảo Côn không còn hoài nghi gì nữa, đi theo Tư Mã Lâm đến Giang Nam để báo thù. Đô Linh Tử cũng không ngăn cản, dặn y việc gì cũng nên cẩn thận, chỉ cần thêm lịch duyệt rộng kiến văn, chứ đừng vì phái Thanh Thành mà bỏ mạng. Khi đến Tô Châu, cả bọn chia nhau dò hỏi tin tức, mò tới được Thính Hương Thủy Tạ. Không ngờ, bọn Tần Gia Trại ở Dân Châu đã đến đó trước. Phái Thanh Thành môn quy rất nghiêm, nếu không có hiệu lệnh của trưởng môn thì không ai dám nói bừa, làm ẩu. Chúng thấy bọn đạo tặc bên Tần Gia Trại quậy phá loạn lên thì không khỏi khinh rẻ. Hai bên nói năng chẳng còn nể nang gì nữa. Người bên phái Thanh Thành dốc chí vào việc báo cừu, cho nên cây cỏ cũng không đụng tới, tự mang lương khô đi để dùng. Làm như thế cũng có cái lợi là không phải tưởng thức bao nhiêu đờm giải cùng những chất ô uế ở chân tay của lão cú. Không ngờ Dư Ngữ Yên và bọn A Châu đột nhiên về tới nơi, khiến cho sự tình biến diễn một cách kỳ dị ngoài sức tưởng tượng. Chư Bảo Côn dùng thủ pháp của phái Thanh Thành phát xạ Thanh Phong Đinh, ngay cả Tư Mã Vệ nếu còn sống cũng không nghi ngờ gì. Thế mà một cô gái trẻ tuổi như Dương Ngữ Yên lại bất ngờ nhìn ra được. Chư Bảo Côn không kịp phòng bị, toan giết nàng để diệt khẩu, nhưng vì lòng bất nhẫn không nỡ hạ thủ nên chậm tay một chút, thành ra không kịp nữa rồi. Huống chi năm chữ Thiên Dương Bổ Tâm Châm đã lọt vào tai bọn Tư Mã Lâm, có giết Dương Ngữ Yên cũng vô ích, lại càng tỏ ra là có tật giật mình. Chư Bảo Côn toàn thân toát mồ hôi lạnh, đầu óc hỗn loạn, quay lại thấy Tư Mã Lâm và mọi người đã thủ hai tay vào trong tay áo, mắt đều trừng trừng nhìn mình. Tư Mã Lâm lạnh lùng nói: "Chư gia, thì ra ngươi là người của phái Bồng Lai đó ư?" Y không gọi Chư Bảo Côn là sư đệ, đổi thành Chư gia, hiển nhiên không còn coi y là đồng môn nữa. Chư Bảo Côn thừa nhận cũng không được, mà phủ nhận cũng không xong, cảm thấy bối rối, ngượng ngập. Tư Mã Lâm hai mắt trợn tròn, quát lên: "Ngươi chui vào tận tổ phái Thanh Thành, học được tuyệt chiêu phá nguyệt trùy, thế là dùng ngay để giết cha ta. Ngươi là đứa lòng lan dạ thú, quả thực là tàn nhẫn." Hai tay y dung ra một cái, đã cầm hai món lôi công oanh. Tư Mã Lâm cho là bao nhiêu tuyệt kỹ của bản phái bị Chư Bảo Côn học trộm hết, rồi trở về truyền thụ lại cho những tay cao thủ phái Bồng Lai. Khi thân phụ y bị chết, mặc dầu Chư Bảo Côn quả là đang ở thành đô, nhưng phái Bồng Lai đã học được thủ pháp rồi, nên ai cũng có thể dùng để giết chết cha y được. Chư Bảo Côn xám mặt lại, y tự nghĩ sư phụ Đô Linh Tử sở dĩ cho y trà trộn vào phái Thanh Thành quả là có dụng ý như thế thực. Song mãi tới nay y chưa hề tiết lộ với ai một chút võ công nào của phái Thanh Thành. Nay sự tình đã ra như thế này, dẫu có trăm miệng cũng không biện bạch được nữa. Xem ra chỉ còn một trường ác đấu. Đối phương người nhiều thế mạnh, võ công của Tư Mã Lâm và hai vị cao thủ khác nữa đều ngang sức với mình, hôm nay khó mà thoát chết. Y tự nhủ: "Và tuy chưa làm việc đó, nhưng lòng phản thầy đã có từ lâu, dù bị phái Thanh Thành giết cũng là đáng tội." Y nghĩ thế, trong lòng lại bình thản, chỉ nói: "Tư Mã sư phụ nhất quyết không phải do tài sát hại." Tư Mã Lâm quát lớn: "Dĩ nhiên không phải là chính tay người giết, nhưng người truyền võ công cho kẻ khác giết, thế thì phỏng khác gì chính tay người hạ sát chứ?" Y quay sang nói với hai lão già gầy gầy cao cao đứng bên cạnh: "Khương sư thúc, Mạnh sư thúc, đối với tên phản đồ này bất tất phải theo quy luật võ lâm, chúng ta hợp lực lại để giết y." Hai ông già kia gật đầu, hai tay từ trong tay áo rút ra, người nào cũng tay trái cầm dùi, tay phải cầm búa, chia ra hai bên dây Chư Bảo Côn lại. Chư Bảo Côn lùi lại mấy bước, dựa lưng vào một cái cột lớn trong sảnh để tránh khỏi cái thế trước sau đều bị uy hiếp. Tư Mã Lâm hô lớn: "Ta giết đứa phản đồ để báo thù cho cha." Y xông lên,
giơ búa lên đánh xuống đầu Chư Bảo Côn. Chư Bảo Côn nghiêng qua tránh đòn, tay trái đánh trả lại một dùi. Lão già họ Khương quát lớn: "Đứa phản đồ kia, mi còn mặt mũi nào mà sử dụng võ công của bản phái chứ?" Dùi bên trái liền đâm vào yết hầu y, búa bên phải đập luôn ba cái theo thế phượng điểm đầu. Bọn Diêu Bá Đường của Tần Gia Trại thấy Khương lão sử dụng cái búa rất thuần thục mà chiêu thế lại quái dị, ai nấy nổi giả hiếu kỳ, ngầm gật gù khen thầm: "Phai Thành Thành tiếng tầm lừng lẫy xuyên tây, thật xứng đáng lắm." Tư Mã Lâm nóng lòng báo thù cho cha, chiêu số cực kỳ hoảng loạn nên chưa Bảo Côn có thể đối phó được. Thế nhưng hai ông già Khương Mạnh vận dụng bốn đại yếu quyết của phái Thanh Thành là ổn, ngận, âm, độc, dùi đâm, búa đánh, mỗi lần ra tay đều nhằm vào những chỗ yếu hại của đối phương, khiến cho Chư Bảo Côn đỡ bên trái thì hở bên phải. Trong khoảnh khắc đã thấy rõ nguy cơ. Thế nhưng chiêu số và binh khí của ba người sử dụng Chư Bảo Côn đều thuộc lòng cả. Vừa đỡ đòn này, y có thể suy biết ba bốn đòn kế tiếp và biến hóa ra sao rồi. Nhờ thế nên một người chống ba mà vẫn còn gắn gượng chịu được, hai bên chiếc giải thêm 10 chiêu nữa. Trong lòng Chư Bảo Côn cảm thấy bức rứt, y nghĩ thầm: "Tư Mã sư phụ quả thật không bạc đãi mình. Những chiêu thức của Tư Mã Lâm sư huynh và hai vị Cương Mạnh sư thúc ta cũng đều biết cả. Luyện công chiếc chiêu còn có thể cố ý giấu giếm, chứ lúc vào đấu sinh tử như thế này, ai cũng đem hết sức mình ra. Công phu của phái Thanh Thành quả thật chỉ có thế. Đúng là sư phụ đã dạy hết cho mình rồi." Y nghĩ tới đó lại thấy cảm kích ân nghĩa của sư phụ, nhịn không nổi kêu lên: "Tư Mã sư phụ quyết không phải là do tôi sát hại đâu." Chư Bảo Côn vừa phân tâm thì Tư Mã Lâm đã nhảy phát tới, chỉ còn cách có hơn một thước. Binh khí của phái Thanh Thành cực kỳ nhỏ bé, ngắn ngủi, lợi hại là ở chỗ đánh pháp lá cạc. Tư Mã Lâm nhập nội được gần như thế, nếu đối thủ là người khác phái thì hắn đã nắm chắc phần thắng tới 8/10 rồi. Khốn nổi, võ công của Chư Bảo Côn cùng với hắn hai bên giống nhau nên hạ nhau rất khó. Dưới ánh nến mọi người thấy hoa cả mắt. Tư Mã Lâm và Chư Bảo Côn thân hình nhanh như điện chớp, hai tay dùng múa tích to lò, chỉ trong chớp mắt đã qua lại 7-8 chiêu. Dùi đâm trên thọc dưới, búa đập dọc đánh ngang, hai người hung hăng quyết liệt như phát điên. Cả hai cùng học một thầy, cùng luyện tập đã quá tinh thục, chiêu số hoàn toàn như một, đánh đỡ không cần suy nghĩ. Tư Mã Lâm tuổi trẻ tráng kiện, nhưng Chư Bảo Côn lại nhiều kinh nghiệm hơn. Trong khoảng khắc đã mấy chục chiêu, người ngoài chỉ nghe thấy những tiếng binh khí va chạm nhau loảng xoảng, còn những thế công thủ ra sao thì không ai nhìn rõ được. Mạnh Khương Nhị Lão thấy Tư Mã Lâm đánh mãi mà không hạ được đối phương, đột nhiên cùng hú lên một tiếng, rồi hai người đều lăn xả xuống đất tấn công vào hạ bàn của Chư Bảo Côn. Phàm những người sử dụng binh khí ngắn đều học địa đường công phu, nằm sát đất lăn qua lăn lại, nhảy giọt lên, khiến cho kẻ địch trở tay không kịp. Công phu lôi công trước địa quanh này, Chư Bảo Côn vốn cũng thành thục lắm, nhưng hai tay còn bận đối phó với một dùi một búa của Tư Mã Lâm, không rảnh chút nào để chống đỡ cho Nhị Lão, chỉ còn nước nhảy nhót tránh né. Ông già họ Khương đánh một búa từ trái sang phải, ông già họ Mạnh lại đâm một dùi từ phải sang trái. Chư Bảo Côn giơ chân đá vào cằm Mạnh Lão, ông ta cất tiếng chửi: "Quần chó má này, muốn liều mạng chăng?" Ông ta vừa mắng vừa lùi tránh qua một bên. Khương Lão thấy sơ hở xông luôn vào, dùng búa đánh tạt ngang. Cùng lúc đó Tư Mã Lâm cũng bổ vào giữa hai lông mày của Chư Bảo Côn. Chư Bảo Côn trong một nháy mắt phải tính toán cái nào nặng cái nào nhẹ, liền giơ búa lên gạt binh khí của Tư Mã Lâm, còn chân trái đành chịu cho ông già họ Khương đánh trúng. Cái búa đó tuy bé nhỏ nhưng kình lực thật là lợi hại. Chư Bảo Côn đau điếng người, buốt đến tận xương, nhất thời không biết xương đùi có bị gãy chưa. Khương Lão đắc thế đâu có chịu nhường, liền đánh tiếp luôn búa thứ hai. Chư Bảo Côn đưa búa ra đỡ, nghe choang một đốm lửa văng tung tóe, y lại a lên một tiếng, đùi bên trái đã bị ông già họ Mạnh đâm thêm một nhát. Nhát dùi này đúng ra thì Chư Bảo Côn vẫn có thể tránh được, song y biết rõ nếu tránh qua
thì lôi công trước địa oanh của Khương Mạnh Nhị lão sẽ kết thành địa mẫu lôi võng, không thể nào đối phó nổi. Huống hồ y cũng liệu chừng chân trái đã bị gãy rồi, nên có chịu đâm một nhát cũng đành. Chỉ thêm vài chiêu, máu trên đùi y văng tung tóe lấm tấm khắp bốn bức tường. Viên Ngữ Yên thấy A Châu trao đôi mày liễu biểu môi ra, biết rằng nàng chán ghét cái bọn này đánh nhau lộn ẩu, làm nhơ bẩn căn phòng thanh nhã tinh khiết, cho nên nàng mỉm cười kêu lên: "Thôi thôi, các ngươi đừng có đánh nhau nữa mà, có gì cứ nói cho ra lẽ, sao lại phải hung hăng vô lý như vậy?" Tư Mã Lâm và hai ông già thì quyết tâm giết cho bằng được đứa phản đồ ngay tại đương trường. Chư Bảo Cương dẫu có muốn ngừng tay cũng đâu có làm gì được. Viên Ngữ Yên thấy bốn người vẫn đánh nhau chí mạng, không lý gì đến lời nói của mình, mà chủ ý không chịu ngừng tay là ở bọn ba người Tư Mã Lâm, bèn nói tiếp: Tại tôi buộc miệng nói một câu Thiên Dương Bổ Tâm Châm nên mới đa cớ sự tiết lộ bí mật trong môn hộ của Chư gia. Tư Mã Chiếu Môn à, các người mau ngừng lại đi. Tư Mã Lâm quát lên: Thục gia không đổ trời chung, lẽ nào không báo? Người leo nhéo cái gì? Viên Ngữ Yên nói: Các người không chịu dừng tay, ta sẽ giúp y đó. Tư Mã Lâm chột dạ nghĩ thầm: Nhãn quan của cô gái xinh đẹp này cực kỳ lợi hại, võ công chắc cũng cao cường. Nếu như cô ta giúp cho đối phương, e rằng là bất lợi. Thế nhưng y lại nghĩ ngay: Bao nhiêu hảo thủ của phái Thanh Thành hiện ở đây cả, cùng lắm thì tất cả xông lên. Không lẽ lại sợ một cô gái yếu điệu như vậy? Y lại gia thêm kình lực lên tay, múa tích búa với dùi, chẳng khác gì gió táp mưa sa. Viên Ngữ Yên nói: Chư gia, ông dùng chiêu lý tồn hiếu đã hổ, rồi đến trương quả lão đảo kỵ lư nha. Chư Bảo Côn ngạc nhiên nghĩ thầm: Chiều trước là võ công phái Thanh Thạch, chiều sau lại là võ công phái Bồng Lai, hai đằng chiêu số khác nhau, làm sao lại có thể sử dụng liên tiếp được? Có điều đang lúc tình thế cấp bách, làm gì còn kịp suy nghĩ kỹ càng, nên y cũng theo lời Ngữ Yên xuất chiêu ngay lý tồn hiếu đã hổ. Nghe keng keng hai tiếng, đánh bạc được hai cái búa của Tư Mã Lâm và Khương lão ra, y lại siêu dạo người đi, đi nghiêng ngã lùi lại ba bước, chính lại là vừa tầm tránh khỏi ba đòn phục kích của Mạnh lão. Đòn phục kích này rất là âm độc hiểm ác, dùng cả dùi lẫn búa đánh luôn ba thế liên hoàn. Ba bước của Chư Bảo Côn bước nào cũng loạn choạng như anh chàng say rượu, chẳng ra đường lối gì, nhưng chính nhờ thế mà thoát được độc thủ của đối phương trong đường tơ kẻ tóc. Tựa hồ hai bên trước khi giao đấu đã cùng nhau luyện tập rất thuần thục, rồi đem ra biểu diễn trên sân khấu vậy. Ba đòn phục kích vốn đã cực kỳ tinh xảo, né tránh được lại càng bội phần khéo léo. Những người của Tần gia trại ngồi xem sướng mắt, mỗi lần Chư Bảo Côn tránh được lại vỗ tay reo. Ba lần thoát hiểm là ba lần hoan hô vang dội. Người bên phái Thanh Thành thì mặt vốn đã hầm hầm, lúc này trông lại càng khó coi hơn. Đoàn Dự cũng kêu lên: Hay lắm, hay lắm. Chư huynh, Dương cô nương bảo sao, cứ nghe vậy đi, thì không thể nào thua được. Lúc Chư Bảo Côn bước ba bước, Trương Quả Lão đảo kỵ lư, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả, đầu óc mê man, chẳng quan tâm gì tới chuyện sống chết nữa. Y có ngờ đâu, võ công hai phái Thanh Thành Bồng Lai khác nhau như nước với lửa, lại có thể sử dụng liền nhau để tránh được ba chiêu tối diễm độc. Y trong lòng hết sức kinh ngạc hơn cả bọn Tần gia trại và phái Thanh Thành đứng bên ngoài. Lại nghe Viên Ngữ Yên hô tiếp: Chư gia, mau xuất chiêu Hàng Tương Tử Tuyết Ủng Lam Quang, cái đó là khúc kinh thông u. Lần này lại sử dụng chiêu của phái Bồng Lai trước, rồi tiếp đến chiêu của phái Thanh Thành. Chư Bảo Côn không kịp suy nghĩ, chiếc búa nhỏ và chiếc dùi liền chặn ngay trước ngực. Ngay lúc đó, hai chiếc dùi của Tư Mã Lâm và ông già họ Mạnh cùng đâm tới. Ba người đồng loạt ra tay, nhưng người bên ngoài đứng coi thì tưởng như Chư Bảo Côn đã đoán trước nên bảo vệ trước mặt. Tư Mã Lâm và Mạnh lão thấy đối phương đã phong bế môn hộ, không còn sơ hở chút nào, bao nhiêu tính toán đều hóa ra vô ích. Hai chiếc dùi đâm luôn vào đầu búa, nghe keng một tiếng bị bật ra. Chư Bảo Côn cũng không nghĩ ngợi gì thêm, lúng thấp người xuống, mũi dùi trong tay đâm xéo ra sau. Khương lão đang xông tới đánh phía sau lưng đối phương,
không ngờ mũi dùi bất tình lình đâm ra vừa nhầm đúng chỗ. Khúc kình thông u là võ công phái Tam Thành, Khương lão thuộc Năm Long, nhưng lối đâm như thế hoàn toàn không hợp với quy củ của bản phái. Nếu phải lúc bình thời luyện tập, thế nào ông già cũng cười ha hả. Thế nhưng cũng vì mũi dùi đâm vô lý như thế, Khương lão lại đang xông tới, thành ra đưa người vào mũi dùi dường như tự sát. Lúc biết là nguy thì không tránh kịp nữa. Phập một cái, mũi dùi đã đâm trúng vào ngang tắc lưng. Khương lão không gượng được, lão đảo phục ngay xuống đất. Trong phái Tam Thành liền có hai người xông ra giật ông ta về. Tư Mã Lâm cất tiếng chửi: "Chưa bảo con, mi thật là quân chó má, chính tự tay mi đâm sư thúc thì còn cãi được nữa không?" Nữ Yên cướp lời: "Khương tiên sinh bị thương là do ta bảo y đâm mà, các người phải dừng tay lại ngay." Tư Mã Lâm giận dữ đáp: "Người có bản lãnh thì bảo y giết ta đi xem nào." Nhưng Ngữ Yên mỉm cười nói: "Phỏng có khó gì, chiêu gia hãy dùng chiêu lý thuyết hoài nguyệt hạ quá động đình, kế đó là chiêu lý thuyết hoài ngọc động luận đạo." Chiêu Bảo Cung đáp lời: "Vâng." Y nghĩ thầm: "Trong võ công của phái Bồng Lai chỉ có chiêu lá thuần dương nguyệt hạ quá động đình và hán chung ly ngọc động luận đạo, sao cô điều này lại gọi thành lý thuyết hoài là sao? Có lẽ nàng nghiên cứu võ công bản phái chưa đến nơi đến chốn, buộc miệng nói sai đó thôi." Song trước tình thế cấp bách, Tư Mã Lâm và Mạnh lão đời nào để y có thì giờ hỏi lại cho chắc, đành cứ đem sở học lúc bình thời bước chiêu lã tuần dương nguyệt hạ quá động đình. Chiêu này vốn dĩ là phải bước những bước hiên ngang, dáng điệu phiêu hốt như lã tuần dương bay lượn trên không trung. Thế nhưng chân trái của Chiêu Bảo Cung bị hai vết thương nên bước đi khập khiễng, đâu có ra vẻ lã thuần dương mà lại trông giống ông tiên một giò lý thuyết hoài. Bước chân cả nhắc đó lại có chỗ lợi, Tư Mã Lâm liên tiếp đâm hai dùi đều hụt ra ngoài. Đến chiều hán chung ly ngọc động luận đạo thì vì chân trái y đau nên người nghiêng hẳn qua phía trái, chiếc dùi nơi bàn tay phải dùng thay chiếc quạt lá bồ dung dòng ra. Mạnh lão đang lúc hút đầu vào, nghe bớp một cái, cái dùi đó đánh trúng ngay miệng ông ta, gãy luôn mười mấy cây răng rơi xuống đất. Đau quá, Mạnh lão vừa nhảy chồm chồm vừa kêu la ầm ĩ, quẳng binh khí xuống đất, hai tay bịt chặt lấy mồm. Tư Mã Lâm quản vía không giữ được chủ ý, phân vân chưa biết nên tiếp tục giao đấu hay là hãy tạm ngừng tay rồi sẽ tìm cách báo thù sau. Hai thế mà Dương Ngữ Yên vừa chỉ điểm cho Chiêu Bảo Côn quả thực là xảo diệu tuyệt luân, dự tính rõ ràng sự kiện sẽ diễn biến ra sao. Mạnh lão sau khi đánh luôn ba đường liên hoàn nhất định sẽ nhảy tới hông bên phải của Chiêu Bảo Cung, mà lúc đó Chiêu Bảo Cung đưa ngang chiếc chùy ra nhất định là đánh trúng vào mồm của Mạnh lão. Vì Chiêu Bảo Cung chân trái tập tễnh, chiêu hán chung ly ngọc động luận đạo đã biến thành lý thuyết hoài ngọc động luyện đạo nên chiếc búa mới đánh xéo ra, chứ nếu đánh thẳng thì lại hụt mất dài tấc không đánh trúng được. Tính toán chu đáo kỹ càng, liệu địch chuẩn xác như thế, quả thực thần diệu tuyệt vời, không chê vào đâu được. Tư Mã Lâm nghĩ thầm: "Nếu như muốn giết tên khốn kiếp Chiêu Bảo Cồn thì trước hết phải ngăn con nhãi kia chỉ điểm võ công cho y." Y còn đang nghĩ cách sát hại Dương Ngữ Yên, bỗng nghe nàng nói: "Chiêu tướng công à, ông là đệ tử của phái Bồng Lai, trà trộn vào phái Thanh Thành học lén võ công, quả là không phải chút nào. Ta nghĩ lão sư phụ Tư Mã Vệ không phải do ông sát hại. Với sở học như ông, dẫu có đi dạy được cho một hảo thủ nào khác cũng không thể nào dùng chiêu phá nguyệt trùy để giết Tư Mã lão sư phụ được. Thế nhưng đi học trộm võ công của người ta thì cũng là không ra gì rồi. Ông phải tạ tội với Tư Mã trưởng môn mới đúng." Chưa bảo cung lấy làm phải, huống chi nàng đối với mình còn có cái ơn cứu mạng, nàng có mách cho mấy đường mới thoát thân được. Bây giờ nàng bảo điều gì mình chẳng nên trái ý. Nghĩ vậy y bèn xá dài Tư Mã Lâm nói: "Chưởng môn sư huynh, tiểu đệ thật là đắc tội." Tư Mã Lâm tránh qua một bên, mặt hầm hầm hậm hực quát: "Thằng cố ngạn kia, mày còn dám trơ mặt gọi ta là chưởng môn sư huynh nữa?" Nhưng Ngữ Yên bỗng thét lên: "Mau lên, ngao du Đông Hải!"
Chư Bảo Côn quảng hốt nhún người nhảy giọt lên cao đến hơn một trượng, chợt nghe mấy tiếng do do không ngớt, có đến hơn chục mũi thanh phong đinh bay sát dưới gót chân y, tận chỉ thoát trong đường tơ kẻ tóc. Giả tỷ Dương Ngữ Yên không thét lên ngao du đông hải mà chỉ bảo đề phòng ám khí, thì y ắt chỉ còn chăm chăm nhìn vào địch nhân. Tụ tiễn từ mã lâm bắn từ tay áo ra, hẳn không thể nào né tránh kịp. Công phu tụ lý càng khôn để phóng ám khí của Tư Mã Lâm là tuyệt kỹ của họ Tư Mã phái Tam Thành, chỉ truyền cho con cháu, không truyền cho đồ đệ. Ngay cả hai lão Mạnh Khương cũng không biết đến. Tư Mã Vệ không dạy cho chứ Bảo Côn, chẳng qua là vì tuân theo lời di huấn của tổ tiên, chứ không phải có ý giấu riêng cho mình. Có ai ngờ đâu, Tư Mã Lâm nét mặt vẫn thản nhiên, chỉ ngấm ngầm rung động trong tay áo, vận chuyển cơ quan bắn thanh phong đinh mà lại bị Dương Ngữ Yên phát giác, mách nước cho họ chưa sử chiêu ngao du đông hải của phái Bồng Lai phá được công phu này. Tư Mã Lâm dùng hết sở học bình sinh phóng ám khí, chắc trúng 10 mươi mà lại sảnh mất. Y thật chẳng khác gì gặp phải ma quỷ, giơ tay chỉ vào Dương Ngữ Yên kêu lớn: Ngươi chẳng phải là người, ngươi là quỷ. Ông già họ Mạnh trong mồm còn mười mấy cái răng bị búa đánh cho gãy hết, trong cơn hoảng hốt ba cái răng tuột luôn vào bụng. Ông ta tuổi đã cao nhưng mắt sáng tóc đen, răng còn chắc, xưa nay vẫn lấy làm tự hào. Bây giờ mất cái nào là tiêu cái đó, làm gì có răng giả thay vào. Vừa đau vừa tiếc, miệng phèo phào kêu lên: Bắt lấy con nhãi kia. Phái Tam Thành môn quy rất nghiêm, Mạnh lão tuy đứng vào hàng tiền bối nhưng không phải là trưởng môn nhân. Các đệ tử ai nấy đưa mắt nhìn Tư Mã Lâm, đợi y ra lệnh một tiếng lại sẽ cùng xông vào bắt giữ Dương Ngữ Yên. Tư Mã Lâm lạnh lùng nói: Dương cô nương, sao cô lại thuộc lào gió công của bản phái? Dương Ngữ Yên đáp: Ta chỉ xem sách mà biết, phái Thanh Thành lấy trá ngụy làm chủ trương, sở trường về âm hiểm, còn về phần biến hóa không có gì phức tạp lắm nên cũng dễ nhớ. Tư Mã Lâm lại hỏi: Cô nương xem sách gì vậy? Dương Ngữ Yên đáp: Cũng chẳng phải là sách gì khó kiếm. Viết về võ công phái Thanh Thành có hai bộ, một bộ là Thanh Tự Cửu Đả, còn bộ kia là Thanh Tự Thập Bát Phán. Ông là trưởng môn phái Thanh Thành thì còn lạ gì sách đó nữa. Tư Mã Lâm lẩm bẩm: Thật là bẻ mặt. Gã nhớ lại hồi nhỏ phụ thân truyền dạy có bảo cho biết, chữ Thanh nguyên trước có 9 cái đánh, chữ Thành có 18 cái phá, nhưng rất tiếc vì kiếm khuyết mất mấy thế, thành ra võ công kém xuất, phải chịu giằng co bất phân thắng bại với phái Bồng Lai. Giả tỷ có ai tìm lại được cho đầy đủ thì võ công bản phái không những chỉ ăn đứt phái Bồng Lai mà còn có thể xưng hùng thiên hạ một cách dễ dàng. Đến bây giờ nghe Dương Ngữ Yên nói đã đọc qua hai cuốn sách đó, ngực y không khỏi nóng rang lên. Y nói: Cô đường có thể cho tại hạ mượn quyển sách liếc qua một chút xem có gì bất đồng với sở học của bản phái được chăng? Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 27 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện kỳ sau cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.